Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây, Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt, web có thể mua vàng Ngọc Rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay Nick.vn. Jono và xin chào tất cả anh em, trở lại với channel của mình là DP đây. Và chúc em một ngày vui vẻ nha. Hôm nay là mùng 1 Tết và cũng như là năm mới, thì mình xin chúc tất cả anh em đang xem video của mình một năm mới thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và như hôm nay mình cũng tính là không làm video, nhưng mà trong ngày Tết này thì mình được biết là sự kiện Ngọc Rồng thì có trong những ngày Tết thì có một số thứ linh tinh, nên ra là mình quyết định phải vào game để quay video cho anh em xem. Và vì đam mê, một phần đam mê nữa chơi game mà anh em, thì bây giờ không thể bỏ được game nên ra là chúng ta phải vào chơi. Kể cả ngày Tết thì có bận bội đâu đi đâu thì vẫn phải dành ra một ít thời gian này quan tâm đến con nick của mình mới được. Ok anh em, thì hôm nay là mùng 1. Thì mùng 1 nó bán cái cải trang, nó bán cái gì ta nhỉ? Để mình qua bên bên trận đầu vũ trụ đây, lúc ấy mình qua thử rồi. Mình đùa tí ấy, lúc ấy mình qua thử rồi đấy. Thì chủ yếu hôm nay video của mình đó là sâu lại cái ở đây. Là chủ yếu của mình là mua cái thú cưỡi VIP. Thú cưỡi cực VIP thì chỉ bán cho những ngày Tết thôi. Đặc biệt trong những ngày Tết thì gọi là hiếm hoi. Nên anh em mới chơi hay là chơi lâu rồi vẫn chưa mua được thì lần này có thể mua được với giá 100 ngọc. Ok, 100 ngọc cực kỳ là ít. Thì hôm nay mình tính là mình sẽ vào quay video quay thôi. Mình cứ quay thôi xong mình up lên YouTube. Thì mình sẽ mua thú cưỡi cực VIP. Nhưng mà nó là 100 ngọc cơ anh em. 100 ngọc nhá, không phải 1.000 ngọc đâu. 100 ngọc thôi. Nhưng mà mình lại không có ngọc với đau chứ anh em ạ. Hiện tại mình không có ngọc. Đây, hiện tại mình có 86 ngọc. Thì nhân tiện đây mình cũng quảng cáo giới thiệu cho anh em luôn, đó là mua ngọc trên nick.vn. Hiện tại nick.vn đang bán ngọc với giá EX8. Cực kỳ rẻ luôn, siêu rẻ luôn. Thì đây mình sẽ qua bên đó mua ngọc luôn. Thì trước khi vào mua ngọc thì mình phải chuẩn bị trước đồ hành trang để mình mua nha anh em. Thì mình sẽ bỏ một số thứ linh tinh này đi. Ok, mình sẽ bỏ để chứa chống hai ô hành trang đã. Thì mình mua ngọc tự động mà anh em, mua ngọc tự động thì mình cần 100 ngọc thì mình mua, thì mình sẽ qua bên siêu thị đi. Đó, thì mình sẽ để link ở siêu thị và để chống hai ô hành trang. Quá đơn giản đi gì luôn anh em ạ. Ok, thì đâu nào xem nào. Ai quên, chống hai ô hành trang và một ngọc trong link và để link ở siêu thị. Ok, mình sẽ thoát game nha anh em. Và bây giờ mình sẽ qua bên nick.vn. Nhân tiện làm video mình sẽ giới thiệu anh em luôn. Thì hiện tại nick.vn đang bán ngọc với giá là X8. Và cũng hiện tại là mở thêm một danh mục dịch vụ với cả mua thẻ cào. Mình sẽ giới thiệu qua phần thẻ cào luôn. Thẻ cào thì tức là anh em có tiền trong tài khoản có thể mua thẻ cào bất cứ ở đây. Thì hiện tại mình mua khá nhiều thẻ rồi. Trong tiền trong tài khoản trên nick.vn của mình là khá nhiều. Mình nhiều lần mình không có ra quán nhà tạp hóa ngoài chỗ mình ở ấy, thì nó sẽ đóng cửa buổi tối mình không có tiền, tài khoản hết tiền thì mình lại mua trên đây. Thì mình có thể mua thẻ đây, thẻ bán thẻ Viettel này, thẻ mà nhà mạng này, thẻ cà rốt này, thẻ Zing này, Vcoin này, GT này, thẻ Gardena, thẻ Scoin luôn đấy, Vietnam Mobile có tất tần tật luôn. Thì anh em chỉ cần có tiền trong tài khoản là có thể mua được thẻ. Đây thì bây giờ mình sẽ vào phần dịch vụ. Dịch vụ là phần quan trọng nhất, là mình sẽ ấn vào phần Ngọc Rồng. Thì ở đây là tất cả dịch vụ về game. Thì mình còn chủ yếu là mình mua ngọc của Ngọc Rồng đúng không? Thì mình vào phần ngọc đây, bán ngọc của Ngọc Rồng đó. Thì mình mua thêm mình sẽ xem nào. Tài khoản của mình hiện tại là có 55.000, đâu có 30.000. Lúc mình mua một cái thẻ 20.000 rồi. Đây mình sâu lại. Còn 35.000 thì lúc mình mua một cái thẻ 20k để mình đăng ký mạng rồi. Vì ngày Tết và anh em, ngày Tết thì mình hay đi ra ngoài nên ra là không ở nhà, không làm sao mà để canh được cái ổ wifi được. Ra ngoài mình phải mua cái thẻ, không có thẻ vì ngày Tết nó không bán thẻ. Thì là mình phải mua trên link luôn. Thì mình có 35.000. Thì bây giờ mình có thể mua được 30k ngọc. Đó. Rồi, phần ngọc này anh em. Thì hiện tại là đây, hệ số mua là X8 đây. 30.000 trên nick.vn có thể được 240 ngọc. Cực kỳ là rẻ luôn. Siêu siêu rẻ luôn. Thì nick.vn bán giá là giá ATM nha anh em, nghĩa là giá tiền trong shop chứ không phải là 30.000 tiền thẻ cào anh em. Thì khi phần thẻ cào, khi anh em nạp thẻ cào vào sẽ có phần quy đổi chiết khấu phần trăm từ thẻ cào qua ATM. Tức là tiền trong shop trong nick.vn này có thể rút ra được thẻ ngân hàng
Tóm lại là vậy, anh chuyển vào thì nếu chuyển ITM vào thì tỷ lệ là 1:1, còn lạp thẻ cào thì sẽ có chiết khấu phần trăm. Mình chỉ nói vậy thôi, còn số anh em là bảo là web lừa đảo, lạp tiền mất tiền, lạp vào lại bị trừ tiền ấy, thì khi lạp vào sẽ chiết khấu quy đổi qua ATM. Anh em cứ tính xem, nó cực kỳ rẻ luôn, ngọc cực kỳ rẻ luôn. Với hiện tại là ngọc với giá X8 là quá rẻ luôn. Đây, mình mua 30.000 có thể được 240 ngọc. Đó, thì bây giờ mình sẽ mua cho anh em. mình hó qua anh em thông cảm nha. Được rồi, mình sẽ chọn vũ trụ 2 này. Mua cách thức mua thì đơn giản thôi, mình hướng dẫn luôn anh em này. Đó. Được rồi, đâu nào, xem nào. Ấn vào đây này. Được rồi, ấn vào đây. Vũ trụ 2, thanh toán. Bây giờ là mình cần xác nhận thanh toán. Thì mình chỉ cần điền tài khoản mật khẩu nick game của mình vào. Đó, cái link game của mình nhá, nhớ là link game của mình. Thì mình sẽ điền mình sẽ điền đây, tí mình đổi mật khẩu sau cũng được, không sao đâu. Nick của mình chả có gì hot cả. 01 01699 4499. Được rồi, xác nhận thanh toán nào, ok. Được rồi. Được rồi đấy. Thì mình đang chờ, anh em ạ, mình đang chờ tiến độ. Mình mong là anh em là không dò mật khẩu của mình nhá, ok. Mật khẩu của mình đặt một lần thôi. Thì sau khi cái video này kết thúc là mình sẽ đổi lại mật khẩu. Má hiện tại ngọc rồng nó đang lỗi, không biết đổi được mật khẩu không. Sợ mất link thôi. May. Đây anh em vào tiến độ để xem này. Hệ thống đang xử lý yêu cầu của bạn, vui lòng đợi từ 1 đến 3 phút để xử lý yêu cầu. Đó, anh em cứ chờ thì 1 đến 3 phút thôi. Thì mình hiện tại là mình quay video nên là nó cảm giác 3 phút lâu, nhưng mà khi anh em mua ngọc thì 3 phút nó trôi rất nhanh luôn. Đó. Mình chờ khi nào nó đây, tài khoản mật khẩu server bật đẹp không chính xác, hệ thống đã hoàn tiền vào tài khoản. À đù, sai à? Ok anh em thì ok anh em thì mình đã quay trở lại vào đây. Và đây tiến độ thì quay đã xong rồi, lỗi mình nhập sai tài khoản mật khẩu nhiều quá anh em ạ. Đây, ở đây thật là sai mật khẩu thôi, lần này thì chắc chắn là được rồi. Mình đã thoát leak và ok, hệ thống đã chuyển ngọc xong, quý khách vui lòng và cửa kỳ gửi để nhận ngọc. Ok thì chắc chắn là bây giờ mình sẽ vào game để nhận ngọc thôi. Đơn giản đi gì quá rồi. Thì tiến độ đã xong. Mấy cái đơn này 1 2 3 4. 4 cái này là mình do mình nhập sai. Thì bây giờ mình sẽ vào game để nhận ngọc nha anh em. Hay nhận ngọc đầu game nó check này. Đấy, quy trình nhận ngọc của mình hơi lằng nhằng tí anh em thông cảm. Được rồi. Được rồi. Thì nick đã ở trước thằng phần ký gửi này. Rồi, tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ nhận ngọc ở cửa hàng ký gửi thôi. Đó. 240 ngọc. 228 ngọc trừ 5% chiết khấu của cửa hàng ký gửi. Được rồi anh em. Thì hiện tại bây giờ mình được 313 ngọc và mình đã đủ số ngọc để có thể mua được một cái gọi là cái gì nhỉ ta? Cái này gọi là gì ta? Thú cưới cực VIP. Ok anh em, thông cảm, khó quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ mua nha anh em. Ok, tại luôn này. Ai da, nhìn chất chơi người rơi chưa? Lỗi là mình may bán may thường, bây giờ là mình có thu cười cực VIP rồi. Bây giờ mình còn thừa 200 ngọc, không biết làm cái gì luôn. Ok, thì video mình xin phép dừng lại tại đây và cảm ơn anh đã xem video. Và nếu thích video hay lại cho mình một like, một subscribe cũng như nhấn chuông để thông báo video mới của mình nhé. Và video coi như là chơi sự kiện mùng 1 Tết và coi như của mình đến đây kết thúc. Và cái gì mình nói trong cái video này chắc là cũng hết rồi đấy. Thế thôi, video mình xin phép lại ở đây. Và cảm ơn anh đã xem. Bye bye và hẹn lại cho những video sau nha. Bye bye. Đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh nhá. Xem thêm thì ấn 2 video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.